Trên người đàn ông này ngoài tiền còn có những gói bị nghi là chứa ma túy. Khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 2018, Công an tỉnh Bình Long phối hợp với các lực lượng chức năng đã kiểm tra tại quán karaoke 67 Hi Hi ở số 67 xuyệt 24F đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, các lực lượng đã phát hiện hơn 100 thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, quán karaoke này là do bà Trần Thị Thu Hằng 56 tuổi ở địa chỉ này làm chủ. Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong quán karaoke có 8 phòng với 103 nam nữ quay cuồng nhảy múa, có biểu hiện sử dụng trái phép nhiều loại ma túy như ma túy tổng hợp, ma túy đá, cỏ Mỹ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy trong các phòng karaoke, trên người và trong các xe máy. Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh 103 người thì phát hiện có 76 người dương tính với ma túy đá, thuốc lắc và heroin, trong đó có nhiều người dương tính với cả ba loại ma túy trên. Lực lượng công an đã lập biên bản, niêm phong số ma túy tại hiện trường, tạm giữ các phương tiện và đưa nhóm người này về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ.